Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Sengu đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là Một Gia, Kim Long, Ba Thiên Cung, Thần Thoại Khổng Lồ và Pháp Sư nha. Và đang đi chung với Chogat, Mafai, Soraka, Cockmon 1 sao. Tướng tăng cơ chính của mình đang có, đó chính là con Neko này tướng 2 tiền 2 sao nha. Còn tướng đam chính á, là con Arin này tướng 1 tiền 2 sao, đang cầm tới tận là hai cái trang bị lớn luôn nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu á, thật sự cũng đang rất là cao luôn á. Khi mà đang 100 máu nha mọi người ơi, với chuỗi thắng 5 trận liên tục rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Nhờ thế nên mình cũng đang có được một cái lượng tiền lãi đang thật sự khủng khiếp luôn á anh em ơi. Khi mà đang tầm level 5 và gần 70 tiền rồi á. Đó là chưa bán bớt mấy cái vị tướng 3 tiền 2 tiền hàng trời của mình đang có nè. Siêu giàu luôn á mọi người. Và cổng hiện tại của mình đang chơi á, là tổ độ lăng kính nha. Đó là combo 3 lõi kim cương luôn nha mọi người. Lõi 1, lõi 2 và cả lõi 3 luôn. Đây là lõi kim cương. Thật sự là một cái trận đấu siêu phẩm luôn á chứ. Ông này là một cái phơm bài sử gia đi chung với cảnh vệ đấu sĩ các kiểu á. Thắng nổ ông ta. Mình nghĩ là thắng được anh em ơi. Tại vì tướng tăng của mình đang trâu quá mà. Ari cầm ba cái trang bị lớn mà trong đó có tới tận hai cái trang bị thần thoại con rồi. Nó chữa người thôi chứ. Ok, ngon lành cành đào luôn anh em. Lemina, hùng phát. Ơi, phải thắng nha, phải thắng nha, đừng có thua. Ui xời ơi, xém thua luôn anh em ơi, nhưng mà hơn vẫn nằm trong kế hoạch thắng được. Và đó là cái chuỗi thắng 6 trận rồi. Đây sẽ là một cái lượng tiền lãi ok đấy. Lõi thứ hai chắc chắn rồi nha mọi người, sẽ là một lõi kim cương á. Thứ 6 kỳ quái, khảm bảo thạch à. Thôi, lấy luôn cái vé kim cương đi mọi người ơi. Cứ mỗi khi mà mình roll đó, nó sẽ có tới tận 50% tỷ lệ được roll thêm một cái lần nữa miễn phí nha. Khá là ngon. Lúc đầu game thì mình cũng đang có được một cái lõi kim cương khác nữa, đếp máu thì hết nước chấm luôn. Đó chính là tuyển nhân sự nha mọi người. Nó cho mình luôn thêm một cái slot tướng á. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, mình lấy cái lõi này là tại vì nó cho mình thêm một cái Neko cỡ lớn anh em. Cái nổ nuôi mấy anh tướng 4 và tướng 5 tiền 3 sao á là cực kỳ dễ. Rồi, bỏ tờ red vào. Anh em nhìn kìa. Bỏ tờ red xong rồi thêm AFE và các kiểu á, đang kích trời ơi, pháp sư khổng lồ bắn tỉa thiên cung và định mệnh thần thoại các kiểu anh em nha. Và cái chế độ này của mình đang chơi á là tiệc cũ bingo á. Nói chung là tộc hệ cũ kết hợp đi chung với tướng mới này em ơi, nó sẽ ra mấy cái độ hình khá là bá đạo. Cái hệ kim long này á, thì đầu game nó sẽ cho mọi người một cái quyền trượng giải kim nha, nó cộng phép theo tổng số tiền của mọi người đang có, tối đa là 30 tiền. Ở ra 3.1 nó tiếp tục cho mọi người thêm một cái trang bị nữa là rìu của The Raven. Đây là một cái trang bị đang vật lý. Ê, đừng có thú, đừng có thú. Ui xô, ông này mạnh quá anh em ơi. Ông này có một loại combat mạnh hơn mình nhiều, đó chính là bộ khởi đầu á. Đầu game có Lee Sin 4 tiền, nó carry, nó đấm, nó đá cho chịu xô nổ đây. Mới vừa được một cái chuỗi thắng 6 trận và thế là thua lại thêm một trận rồi. Kỳ ngộ ở đây anh em ơi. Kỳ ngộ listen ra, kỳ ngộ hơi phế tại vì mình đang không có cần trang bị chứ lắm á mọi người. Mình đang muốn tích tiền cơ. Ơ, được roll free nè. Nhưng mà không được gì hết. Roll được con là. Mà nó cho mình roll là hơn rồi đó. Ông top 3 cũng đang khá là cháy, lên thẳng level 7 luôn nha mọi người. Ui, kích thêm cái hệ cao cường đó nè. Hổ cái tộc hệ nhiều nhờ. Cái này mà đi chung với da thật sự là hết nước chấm luôn á em. Tại vì đây là một cái tộc hệ mà nó cũng mới vừa đây thôi. Đó chính là ở mùa 10 nha. Cái tộc hệ da này có nghĩa là khi mọi người trong đội hình của anh em kích hoạt được càng nhiều tộc hệ đúng không, thì sức mạnh nè cũng như là cái lượng máu được cộng thêm nó sẽ càng nhiều. Nó y hệt luôn cái lõi nhất thống anh em. Hôm nay là Garen cơ giáp đi chung với sông đấu, cầm cái đại bác liên thanh nè, nhìn gớm không vậy. Mà pha để bóc đồ. Ủa gì vậy? Hả? Gì đây? Cái gì đây anh em ơi? Garen chọc bluetooth mà chọc lan nữa. Hả? Nó chọc một phát 4 đứa luôn. Nó chọc một phát 4 đứa anh em ơi. Cái gì đây? Nó cầm kim cầm lan luôn hả? Cái chiêu này nữa hả anh em? Chịu luôn đó nha. Mình tưởng là mình thắng rồi, nhưng mà ai ngờ cái con Garen kia nó ảo quá anh em. Thế là thua luôn. Ok, chủ thua hai trận nè, tính up là level kịp thân có hệ cao cường. Độ hình phải gọi là mạnh vãi đá ngày mai rồi. Tích là cái chủ thắng một tí, nhưng mà ai ngờ anh em, người tính không bằng trời tính. Đám mình đẻ luôn mà.
quan trọng là cái lỗi thứ ba nè, cái lỗi thứ ba mà nó cho mình mấy cái lỗi mà thêm tiền anh em, như là quý phòng hộ lên level 10 rồi tướng 4 mà tướng 5 tuyển 3 sao, đúng là quá dễ. Mình sẽ lấy kim long đi anh em ơi, lấy kim long nha, nó cho mình thêm một cái vương miện chiến thuật á. Đây mỗi 8 giây luôn á. Ơ cái này nốp lại lâu rồi, sao quá anh em ơi, tại vì cái lúc mà cái phiên bản này nó mới cập nhập á, cũng như là cái chế độ này nó mới được ra thì nó chỉ là 6 giây thôi, nhưng mà hình như là Riot thấy 6 giây nó hơi ngắn á, Riot fix lên 8 giây luôn mà. Tại vì anh em nên nhớ nha, cứ 6 giây combat trôi qua, con tướng nào mà cầm cái vương miện kim long này á, đánh thường một phát thôi là sẽ bay màu, chắc chắn luôn là một đứa, không có nhiều anh em ơi, chắc chắn luôn nha. Dù tướng đó là tướng 5 tiền hay là 4 tiền 3 sao, nhưng mà chỉ cần tướng nào mà cầm cái vương miện này á, đánh thường được một phát thôi, chắc chắn là sẽ đi luôn. Tại vì nó sẽ lấy 9.000 lấy mấy đam á, nó nhân với tổng số tiền của mọi người đang có, nó tăng thêm cái lượng sát thương vậy anh em ơi. Nói chung là cứ mỗi đánh thường á, nó sẽ là tầm vài trăm ngàn đam, vài trăm ngàn đam nha. Mà đây là sát thương chuẩn nha mọi người, có nghĩa là sẽ bỏ qua tất cả một cái lượng giáp kháng phép của đối phương đang có, đánh thẳng vào máu luôn. Nên mình mới nói là dù cho đó là mấy cái vị tướng 45 tiền 3 sao á, cứ qua sau 8 giây, không biết kiểu nào á, cứ qua sau 8 giây đánh thường cái là chết, chết chắc. Hồi bữa là cái 6 giây này mà Riot thấy mạnh quá nó bại. Đầu Red 2 à, ok, được Ron Quyền. Ui, Ron hoài luôn anh em. Ơ, gì đấy? Được Ron có 1 lần à, tôi Ron hồi được mười mấy gần 20 lần luôn thì phải. Đã, lên được con tàu Red với lại là AFE 2, ngon. Lúc nãy đánh quá nó cũng cho mình một cái Neko cờ nhỏ mà mình cũng chưa biết xài và con nào cho hợp lý. Hôm nay level 7 ha, thắng được không trời, đồ hôm nay có hai cái lõi cơm bái cũng khá là bái đây. Cố lên Afe, nó không có cầm cuộn đao á. Tích tắt cái rìu của The Raven đúng lâu luôn á, tại vì cái rìu đó là mọi người phải đánh thường 100 lần mới được một cái phần quà, một chút tiền. Một chút thì cũng không có, không phải đâu em ơi, cũng nhiều chút á. Tập 1 này có cái quả Garen thì thật sự là nó bá cháy bỏ chết quá anh em ơi. Thật sự là nó hơi biến thái nha. Cái quả Garen nó hơi biến thái nha. Mạnh quá. Ok, chờ thử xem cái loại thứ ba thôi mọi người. Ồ, họ có ông nào đầu hàng rồi kìa. Đánh quá nè mà nó cho thêm mình một cái Neko nữa thôi. Với cái lõi kim cương thứ hai của mình đang có nè, khi mà Ron nó được 50% thì là Ron được thêm miễn phí một lần nữa. Thì chỉ cần mình đủ tiền tích lên được level 9 hoặc là level 10 thôi, Ron mấy tướng 4 và tướng 5 tiền 3 sao thật sự cực kỳ dễ luôn nha mọi người. Tại vì lúc đó Ron nó, mình không có cần quan tâm đến cái tiền Ron tướng nữa, mình chỉ cần quan tâm tới cái việc mà cái tiền mua tướng thôi anh em ơi. Tại vì cái tiền Ron tướng á, anh em mới có thể trừ đi bớt tầm 50% đi. Tại vì đây là cái tỷ lệ của nó mà. Anh em roll tầm 50 lần tốn 100 tiền thì bây giờ anh em chỉ trừ tầm 50 tiền thôi, cỡ đó. Đó là một cái lượng tiền siêu to đó. Ông kia stand by style carry à, hay là tăng cơ đây. Chẳng sao có thể gặp anh em ơi. Hôm nay là một cái phơm bài sử gia. Có một con sử gia kìa. Cái con cây le này á, nếu như mọi người có mấy cái lõi này hoặc là có mấy cái tộc hạ đẹp á, cái carry cũng rất là bá nha. Hồi hôm qua mình nhớ không nhầm là mình đã có đăng một cái video về cây le carry luôn á anh em, bá kinh cũng khiếp luôn á, nó quẹt một phát là mấy chục ngàn đam anh em ơi. Ôi nhưng mà con Ari của mình đã đánh thường 1.500.000 đam mà, đó là một cái lượng đam nhìn nó hơi bị ảo mai sicula luôn á mọi người. 1.500.000 đam mà, ok cũng được đó, cũng được đó. Trời ơi, cái lỗi thứ ba này mên đó. Rồi xong, phải chờ qua ra 5 chấm rồi, tại vì cái lỗi thứ ba nó sẽ được ngẫu nhiên đấy chứ. Không sao anh em ơi, lỗi thứ ba mà ra càng trễ thì nói chung là vừa có lợi mà vừa có hại luôn cho mình. Lợi ở đây á
là mình sẽ không bị đẩy máu quá nhiều mà mình vẫn có thời gian để mà lên cấp. Còn hại ở đây á, là nếu như mà cái lõi đó nó cho mình một cái lõi tiền á, thì mình sẽ lên cấp cũng khá là nhanh á. Ok, không sao anh em ơi, đợi chờ là hạnh phúc. Gặp bạn ảo à, ok, ngon anh em. Gặp bạn ảo thì mình tỷ lệ thắng gần như là 96.69% luôn á. Nè cô, cầm hai cái trang bị tăng nè, tăng cơ khá là ổn nha. FE 99 100 rồi, một đống tiền về túi nữa, quá là ngon lành cành đào luôn. Ok. Rồi nói chung là cái con cái vị tướng nào á, chứ cần cầm cái trang bị vương miện kim long này mà gặp cái đội hình mà tăng nhiều quá anh em, đã lắm. Tại vì tăng nhiều quá nó không có đam. Nó cái câu giờ qua 8 giây đánh thường phát chết nữa, đánh thường phát chết nữa. Mình mà dù thua là mình cũng thua rất là đẹp, thua ít lắm. Tại vì đánh thường phát chết tầm 3-4 đứa rồi. Tầm này người ta còn slot, nghĩa là tầm 7 hoặc 8 tướng thôi. Trôi qua tầm 20 mấy giây, đánh thường được chiêu chiêu 4 phát chết 4 con. Tầm 32 giây á, giờ tăng lên 8 giây rồi quên chứ. Rồi có hơi quay nha mọi người ơi. Một cái vị tướng 5 tiền có thể vẽ được tướng, nhưng mà hiện tại cái đồ hình của mình thì đang không biết vẽ cái gì. Để tướng 4 tiền vô nha, cho nó đỡ phí á. Để cấp mo vô là ra sao nó vẽ luôn á mọi người. Đây, 5 thần thoại, ok chưa. Ui, tính ra là mình đang đi chung với cái hệ gia mà kích được nhiều tộc hệ phết nhờ. Vì là cũng mạnh đó anh em. Rồi xong lại gặp cái ông Garen này sát thương chuẩn mà nó còn chém Bluetooth nữa, mệt ghê chưa. Garen đại ca anh em ơi, có kìa. Con này là con gì đâu phải là con Garen đâu. Mạnh chứ. Vãi đá được chưa. Nó hết máu rồi nè, mà cái con Garen này nó hết máu, nó chạy về nó gặp bụng, nó gặp bụng xong rồi đứng đó đánh. Nó chém luôn, nó chém ở hàng sau luôn. Nó từ một cái vị tướng gọi là tăng cơ, mà tự nhiên nó gặp bụng xong á, nó xuống hàng sau, nó có cái đại bác á, nó biến thành luôn một cái vị tướng carry ADC. Mà nó còn cắm kiếm Bluetooth đấy chứ, khó chịu. Và cái hệ đại ca đó là nó còn gây thêm một cái lượng sát thương chuẩn trên mỗi đòn đánh nha mọi người. Nó mang tướng tăng cơ gặp gặp cái con Garen nó nhìn hơi nản kèo quá, nhìn hơi chán luôn á. Mà nếu như mọi người liên kết cái con Garen này bằng cái vị tướng 3 sao thì nó sẽ tăng cái lượng chỉ số dựa theo mấy cái vị tướng của mọi người liên kết nha. Cái bộ tướng 3 sao của mọi người liên kết đó là tướng tăng cơ thì nó sẽ cộng máu nhiều hơn. Còn tướng 3 sao của mọi người liên kết là tướng đam, tốc đánh hoặc là sát thương nhiều á, thì nó sẽ cộng cái chỉ số nó nhiều hơn nha. Rồi, cuối cùng cũng đã có một cái cuồng đao rồi anh em ơi. Cái rìu của The Raven này á, thì mọi người phải đi chung với được cái cuồng đao này thì nó mới mạnh được. Tại vì nó tích stat mà. Level 8 hơn 80 tiền. Chắc là độ 500 là cái lõi thôi. Cái lõi thứ ba dù cho nên là ngẫu nhiên á, thì nó sẽ chắc chắn xuất hiện ở round 500 nha. Chứ mình chưa bao giờ thấy cái lõi nào nó xuất hiện ở round 600 cả. Nếu như mọi người thấy anh em có thể bình luận ở dưới giúp mình thôi. Tại vì mình chơi từ đầu mùa đến tận bây giờ luôn anh em, chưa thấy cái lõi nào mà xuất hiện ở round 600 hết đó. Cổ lên, hôm nay bay sao nhiều thế. 7 giây nè, tám như nào anh em ơi, đánh thường phát. Rồi, cũng được, ăn có cái ăn thêm 1 sen. Thua có 3 con, có 2 con à. Cây lây mình nhớ không nhầm là nó không tính máu. Trời, cái quả tam ken này nữa. Cái quả tam ken Surima mà nó còn đi chung với dì vật Tây Ương. Nhìn lầy chưa. Dì vật Tây Ương mà nó còn có giáp sư linh nữa anh em. Nhưng mà không được rồi, có cây lây nó quạt cho. Không có câu được rồi, đó là tam ken 3 thì câu được đó nè. Tam ken 2 không nổi. Nụ hôn của Harry cho bạn thêm máu linh thú, ok. Mỗi đứa được thêm 10 máu anh em. Ơ, dễ chưa. Hôm quay tự 2 luôn, ơ, ngon. Hôm quay tự 2 luôn anh em. Không có cần phải làm gì luôn á. Đã, hôm quay 2 mà tầm này thì đép máu thì đúng là vô địch thiên hạ luôn rồi. Nhưng mà mình cũng còn nhiều máu mà, còn 74 máu, ra 400 thì nó quá đẻ anh em ơi. Anh em thấy không, kỳ ngộ lúc đầu game của mình đang có là kỳ ngộ lúc á. Cái round 4.2 cái lõi á, nó sẽ được chuyển sang một cái vòng ngẫu nhiên.
có thể là sớm hơn, có thể là trễ hơn nha, tại vì nó là ngẫu nhiên anh em ơi. Nhiều khi á, mọi người mà gặp được cái kỳ ngộ lúc đó sớm á, thì ở tầm ra 3 chấm, sau khi mà năm lấy được cái lõi thứ hai á, thì nó sẽ xuất hiện luôn cho mọi người cái lõi thứ ba. Còn nếu như mà nó không thích thì nó ra trễ rồi, như mình nè. Ông là sử gia Kele, bài sắc phép anh em ơi. Quái, ủa, đổ không chết được con Kele luôn kìa. Không sao, không sao, còn quái là nhiều máu mọi người ơi. Ui dồi, đánh quái xong nó cho mình cái lõi thứ ba luôn anh em ơi, mất hồn luôn quá chứ. Vương miệng khổng lồ, ấy da, toàn mấy cái lõi cùi không thế này. Không có rồng để trứng vàng, không có gì từ tiền cả anh em. Thôi buồn tí, thôi, lấy cái lăn xúc sắc đi, nó cho mình một cái bốc độ ánh sáng anh em. Xài tạm đi. Đây, lắp đồ chuẩn cho nó cái. Bốc độ ánh sáng cho ai trời? Từ từ, để mình lắp quy thư cái. Trời ơi, tờ red đồ này chiến báo nha. 140 tiền rồi anh em, lên level nè. Ủa, giàu chưa? Level 9 hơn 70 tiền. Mình nghĩ là chỉ cần câu kéo thêm tầm 4 round nữa là mình sẽ đủ lên level 10 á. 4 round nữa lên được level 10 mà còn nhiều tiền nha. Còn ít nhất là từ 40 đến 50 tiền á. Trời hôm qua nữa. Wow. Hình như là nãy gặp cái ông kia mạnh quá hay sao anh em ơi. Ông đánh mình đau phết đấy, nhưng mà gặp cái ông này được nha, thắng được, thoải mái nguyên sàn nè. Hồi nãy con Ari nó cho thêm máu linh thú, bây giờ nhìn ai cũng nhiều máu anh em. Ông top 1 hơn 100 máu. Rồi vừa mới nói gặp luôn công kỳ cái này bay style, ba cái sách phép kia nó quạt bay màu ngay về luôn. Con hơi quay của mình nó cũng vẽ được 4 round này mọi người. Một round nó là vẽ được thêm một con tướng 5 tiền nữa. Yorick giảm phí làm mới cửa hàng đi 1 vàng. Ây da, tại sao nó không chờ mình thêm một tí nữa? Trong 3 vòng luôn anh em ơi. Giảm mới làm lộn, giảm phí làm mới cửa hàng đi 1 vàng á. Mà mình đang có một loại kim cương là vé trúng thưởng. Là nếu như mà mình được roll 1 vàng mà còn kết hợp đi chung với loại kim cương này nữa anh em ơi, thì thật sự là không có quan tâm tới tiền roll tướng luôn. Tại vì nó gần như là không có quan tâm tới tiền mua tướng thôi, nhưng mà hơi tiếc tại vì nó ra cho mình hơi sớm anh em. Ước gì nó đợi thêm vài round nữa, ít nhất là sang cái round đi chợ mình đủ tiền mình lên level 9 còn vài chục. Mình đủ tiền á, mình lên level 10 mà còn vài chục tiền anh em, thì roll nó là chắc là full tướng 5 tiền buy style luôn quá. Trời, ông này là đồ thần thoại con nhiều gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cỡ 6 món ở đây mà. Đâu ra nhiều nhờ. Nhưng mà như mình đã nói nha, ây da, cái đấu sĩ này gặp cái vương miện kim long này đi á anh em. Đây, anh em nhìn nè, cái con tem kia này nhìn có vẻ trâu đúng không? Nhưng mà 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây và đó là bay màu luôn tem kia. Ây, cái con tem kia mà cầm mấy cái dị vật Tây Ương hay là tầm vài chục ngàn máu hoặc là vài trăm ngàn máu luôn. Ở tại chế độ này mà có kim long á anh em ơi, mà có cái vương miện á, thì thật sự là như con gặp bố luôn. Châu thì châu đó, nhưng mà chỉ cần đánh thường cái sau 8 giây là đi. Hồi nãy Irem mà hơn 2 triệu mấy đam anh em ơi. Rồi, còn một vòng nữa nha mọi người. Còn một vòng nữa thì cái kỳ ngộ Yorick này nó mới hết. Thì mình sẽ đợi nốt cái round này và đi chợ về. Rồi bắt đầu sang round 5.5 á, mình sẽ lên thẳng level 10 luôn. Xong rồi mình roll tướng. Ui đã quái rồi ơi, cảm ơn. Có tiền về. Hồi quay nó trưởng anh em à, ông này mạnh đó nhờ. Ê, cái ông này chính là cái ông nãy mình thua nè. Ui, ông này bay sao nhiều điên. Nhưng mà ông đang có cái rồng để trứng vàng anh em ơi. Không được à. Ông đang chấp mình luôn một cái lõi kim cương là rồng để trứng vàng đó mà mình vẫn không thắng được. Tại vì trước khi mà nó nổ, nó đâu có tăng sức mạnh đâu. Nó không có cho thêm đồ. Nó không có tăng sức mạnh trực tiếp cho đồ hình của mọi người á. Rồi xong, Garen gặp bố rồi anh em ơi. Garen gặp bố Tam Ken rồi. À, có phải không? Có phải gặp bố không? Gặp bố Tam Ken rồi anh em ơi.
Garen gặp bố tăng Ken rồi. Ơ có hồ quay kìa anh em. Lượm về là 4 con luôn nè. Nhưng mà lượt mình không ta? Tới không? Tới không? Thả tôi ra nào. Come on, come on. Rồi tới luôn anh em ơi. Tính ra con hồ quay của mình đó là mình chưa cần phải roll luôn, mà nó cho mình tới toàn là 4 con sẵn luôn rồi. 4 con hồ quay sẵn anh em. Hồi nãy là mình không có một con hồ quay, mình vẽ thôi là cũng là 5 con hồ quay luôn rồi đó. Nơi cô thì phí quá. Rồi mình nghĩ là lên level 10 xong rồi roll tướng luôn nha mọi người. Bán bớt mang tướng 3 tiền này đi, lấy tiền để level đi em ơi. Bán luôn. Đây cái lúc mà để mình comeback lại rồi đó. 150 tiền nha. Là level nào. Roll tốn con vàng này. Bây giờ cứ tướng 5 tiền mà bắt. Cứ 5 tiền mà bắt. Ok. Chết mẹ, bắt không kịp rồi em ơi. Bắt không kịp rồi. Ok. Tập độ quá đã. Nhiều thứ còn phải xử lý quá. Mình bán hết tới mình roll lại mà anh em. Thắng được không? Ui tiền vệ đi em ơi. Ngon thế. Mình chắc chắn thua luôn á. Nhưng tại đâu có kịp bỏ tướng cho đâu. Cái kỳ ngộ vô rít kia mà nó ra trễ hơn cho mình một tí là ngon. Tại vì nếu mà bây giờ mình bung tiền mình roll hết á thì mình sẽ lỗ một cái lượng tiền lãi rất là lớn. Ui ngon. Ngon đây em ơi. Lên được UD 4 con, công 2, Xenra 2. UD nè. 5 con đó. Ô, UD. What? What? Dễ chưa? Ok. Ron chiêu chiêu anh em ơi, UD 6 con, Listenera 6 con rồi. AZ 2 sao. Ui, ông này chơi Urea nè. Nói chung là khi mình nuôi tướng 5 tiền 3 sao nha mọi người, là mình cần phải né ra những cái vị tướng 5 tiền nào của người ta đang chơi á. Ô, có đồ. Ngon nghệ. Thắng được không? Rồi cái form bài full 5 tiền 2 star mà còn không thắng được nữa rồi thôi cho chịu luôn á. Công à. Rồi thay vào luôn anh em. Cái lượng máu của mình đó, nếu mà mình fit đẹp á nha thì có thể thu được 2 trận rau 6 chấm, còn nếu mà thu 6 á thì thu được có 1 trận thôi. Nhưng mà mình còn tới tận 2 rau nữa nếu mà có thể vẽ được thêm một con tướng 5 tiền. Có nghĩa là mình chỉ cần roll thêm một con Listenera hoặc là một con UD là mình có thể câu thêm 2 round xong rồi chắc chắn có luôn một cái vị tướng 5 tiền 3 sao anh em. Huawei 5 con rồi nè, ngon thế. IG không cần, Listenera 7 con anh em ơi. Ui Huawei 7 con luôn nè, UD 8 con anh em. Công à. Công à. Cô công mua là 6 con. Từ từ nha anh em. Cần phải suy nghĩ cái đã. Ông này à, ông khỏi mua anh em ơi, tại vì ông này đang chơi hai con vu công rồi. Mình mua về thì mình còn không có đủ tướng mà mình nuôi. Mà cái ông đang nuôi á lại là công top 2 đang còn tới tận là 69 máu. Không còn nhiều máu lắm anh em. Chờ ổng đi lâu. Ơ mình thua hả? Nhưng mà thua đẹp nha. Ok. Một con nữa không? Rồi không được anh em ơi, nhưng mà thua đẹp nha. Thua có 2 con hả? Đã. Rồi nốt anh em ơi. Ra can các kiểu bỏ nha. Đây rồi, Listener ra 8 con. 21 máu à, không biết cố gắng được thêm một trận chè cố nữa không ta. Nên thôi, cứ lên được Listener ra 3 sao trước cho nó chắc anh em. Còn cái ô này thì cho con khác. Mình còn UD nè, mình còn Huawei nè. UD mới 7 con, Huawei cũng chỉ là mới có 7 con thôi. Để dành anh em ơi.
để dành đi, khi nào mà nó ra thêm một con UD hoặc là ra thêm một con Huawei nữa mình bỏ vào. Ôi, ông này Lee Sin Bae hả? 5 tiền 3 sao. Mình là 5 tiền 3 sao rồi. Bạn 4 tiền cũng chỉ là như vậy thôi. Ôi, ông này cố gắng hết sức để mà nuôi mấy anh tướng 4 tiền 3 sao, nhưng mà trong khi đó là mình đã lên được level 10 và nuôi tướng 5 tiền rồi anh em. Ông top 1 này ông không biết là tướng 5 tiền trời. Tại của ông cũng đang giàu phết đó anh em. Kìa, ngồi ở đây. À, một cái trang bị support á. EZ à. Lắp đồ thôi. Đấy, cho con listener Ryan này nó cầm cái quyền chủ nhảy kim anh em ơi. Tại vì khi mà đang được mạng á, nó sẽ có tỷ lệ được rất tiền. Nó ăn mạng bằng kỹ năng á, thì nó đã có tỷ lệ được rất tiền rồi. Mà đây là còn thêm cái quyền chủ nhảy kim nữa. Ui, UD 8 con rồi anh em. Rồi, đằng sau UD 3 đó. Cho nó vẽ luôn nha, để khỏi mất công tốn thêm round nữa. Gặp luôn công top 1. Ui, Huawei. Có thể có được tiền không đây anh em? Được tiền không? Nếu mà có mình mua mình vẽ luôn á. Trời ơi, dư xăng. Đồ quá trời. Ngon lành cành đào. Vậy là mình sẽ có hai con tướng 5 tiền 3 sao luôn rồi đó. Còn UD thì tí nữa Ron sau. Ron chay luôn anh em ơi. Rakan say yeah à. Mình mới có. À, mình chưa có con nào luôn á. Chắc là lấy con IG đi. Đang có sẵn 2 sao nè. Thử nuôi anh em. Không biết lên được hay không. Hên xui. Nhưng mà Hawaii thì chắc chắn 3 rồi. Rồi, lên luôn Huawei 3 nha. Ông top 2, ui ồ, top 2 level 10, hơn 50 tiền. Ông đang roll một cái firm bài full 5 tiền 2 sao luôn kìa, em nhìn gớm chưa. Hơn đó là chỗ này mình lên được level 10 sớm nha. Mình lên level 10 sớm anh em à. Nên mình có tướng mình nuôi 5 tiền. Chứ mà mình lên level 10 trễ là hết tiền nuôi luôn á, chắc chắn luôn rồi. Đấy, nhốt vô. Tiền về, quá đã luôn bà con ơi. Gần như là nguyên sàn luôn mà. Rồi nốt vào này nha. Ô, AZ 6 con nè. UD còn có 1 con rồi, nhưng mà cái ông kia ông đang chơi rồi sao anh em. Ô, AZ 7 con nè. UD thì có ông kia ông đang chơi rồi đó. Nên hết tướng nuôi rồi anh em ơi. Mặc dù còn có 1 con, mình phải đợi công đó đi. Ui, set 3 à. Set 3 sao anh em ơi. Rồi xong, liệu listener ra hay là Huawei 3 hay là set 3 sẽ là người chiến thắng đây. Khá là căng thẳng luôn đó nha. Cái ông top 1 đúng kiểu châu bò đánh nhau mà rùi mũi chết đó mọi người. Ui tiên. Wow. Đúng là cái con listener ra mà cầm thấy có quyền chịu giải kim á. Nó hắc tiền double luôn. Tại vì kỹ năng của nó khi mà ăn được mạng á đã có 40% tỷ lệ rất tiền rồi. Mà cái này nó còn đi chung với cả quyền chịu giải kim nữa. UD 3 rồi xong. Liệu một con tướng 3 tiền liệu một con tướng 5 tiền 3 sao sẽ thắng, hay là ba con tướng 5 tiền 3 sao sẽ thắng nè mọi người. Ui, AZ. Ui, AZ 3 sao luôn anh em ơi. Liệu một con tướng 5 tiền 3 sao sẽ thắng, hay là bốn con tướng 5 tiền 3 sao sẽ thắng đây. Liệu sẽ là ai anh em ơi. Nhưng mà mình chỉ cần lắp đồ full mana thôi cho con IG, cho con listener ra hoặc là con Huawei này thôi anh em, là mình nghĩ là đủ rồi đó. Tại vì con set á, anh em đừng quên, con tướng 5 tiền set 3 sao á, kỹ năng của nó không phải là toàn bản đồ nha. Khi mà nó xài kỹ năng á, nó cũng chỉ trúng một cái mình nghĩ là khoảng 70-80% cái lượng bản đồ thôi. Còn những con như là listener ra và IG á nha mọi người, thì nó xài kỹ năng là dính chắc chắn luôn là toàn bản đồ đó. Còn con Wukong này mình cũng đang muốn roll nó, nhưng mà nó quà không ra anh em ơi.
Ủa không gặp cái ông top 3 hả? Không gặp cái ông set 3 sao hả? Gặp cái ông này đây mà. Gặp ông này thì mình thắng rồi. Gặp này thì mình thắng chắc. Ô mình thắng cái ông kia luôn rồi kìa. Mình nói mà, tại vì set 3 sao nó xài kỹ năng không có trúng hết được. Ok anh em ơi, để mình roll kiếm nốt luôn nha. 4 con, 5 con, 6 con, 7 con. Wow, 8 con. Ô ui, 3 sao luôn nè anh em ơi, nhưng mà không có tiền mua. Không có tiền mua, thôi bán IG lên set luôn anh em. Nhưng mà cũng tổng cộng được tầm 5 tướng, 5 tiền 3 sao luôn á chứ. Hơi tiếc, tại vì nãy giờ IG nó quẩy rồi anh em ơi. Bây giờ cho con set này nó quẩy con rau nha. 5 con luôn á chứ anh em, mạnh nhãn á chứ. Đúng là ba loại kim cương mà đi chung với kim long nó có khác nhờ. Giàu điên. Họ win luôn đó. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye. Ta 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 ta.